Hello các bạn, hôm nay mình hướng dẫn móc mẫu nón cho bé gái ha. Mình móc bằng sợi dệt nha. Mình dùng hai màu ha. Màu hồng baby và màu tím môn ha. Cái này mình làm đai nón thôi. Thì bạn có màu gì bạn dùng màu đó ha. Kim móc mình dùng hai đầu, kim hai đầu á. Mình dùng độ 3.0 ha. Kéo. Kim đánh dấu. Kim luồn dấu sợi ha, cái hộc quẹt ha, vì cái sợi nó dễ tưa á, nhớ hơn. Còn quay nón, nếu bạn nào có làm quay nón á thì cái tăng giảm ha, điều chỉnh dây nè, và quan trọng là mình có cái cục gỗ này để mình chà chà. Khi móc cái nón sợi dệt đó mình phải chà để cho cái mũi nó đều ra ha. Rồi mình làm vòng tròn má thật nha. Ở đây là cách mình hay làm đó, mình hay làm kiểu này. Kéo sợi lên. Nắm vào đây. Rồi mình móc 8 mũi đơn vào vòng tròn má thật nha. Lên một bính trước. Một bính trước nè. Rồi 8 mũi đơn vào vòng tròn má thật. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Bạn nắm cái sợi ngắn này nè, kéo lại, kéo để cho cái lỗ này nó nhỏ thôi nha, nó nhỏ thôi, đừng có để to nó không có đẹp. Rồi mình bắt đầu hàng 2. Bạn nhớ móc nẹp cái sợi này lại luôn nha. Đây mình xỏ vào cái mũi đơn đầu tiên nè, kéo cái sợi này, kéo sợi, giấu sợi luôn, nẹp luôn, để thôi nó mình cắt sát quá nó sẽ bị dù quá ha. Mũi đầu tiên của hàng thứ hai nè, mình nhớ đánh dấu lại nha, đánh dấu lại liền, tại cái này là mình móc xoắn ốc á ha, mình không có dùng mũi trượt để mình nối hàng nha, kết hàng nha. Ở hàng thứ hai mình sẽ móc 2 mũi đơn vào mỗi chân mũi ha, tổng cộng mình sẽ có 16 mũi đơn, tức là 6V là 16X. Đó. Mình có 2 mũi đơn rồi nè. Ở chân mũi kế tiếp mình lại 2 mũi đơn. Đó, 2 mũi đơn ha. 2 mũi đơn, rồi. Bạn móc tiếp tục ha, cho đến đây nha. Rồi mình đã xong hàng thứ 3 đây nè ha, đều 2 mũi đơn hết. Tháo đánh dấu ra. Ở đây mình cũng có thể chà rồi đó. Nó nhỏ quá, thôi cho chà. Ở hàng thứ 3 mình sẽ móc 1V1X, tức là 2 mũi đơn chung chân. Ở mũi chân mũi thứ nhất, kế tiếp là 1 mũi đơn ở chân mũi thứ hai. Ha, và cứ lặp lại như vậy. Để mình móc vô rồi mình đánh dấu. Mình đánh dấu liền nha, kẻo quên á. Một rồi phải không? Hai mũi đơn chung chân. Cái này nẹp đủ rồi thôi mình bỏ ra đi. Đó, hai mũi đơn chung chân. Thấy chưa? Rồi tới một mũi đơn bình thường thôi, không nó. Lặp lại. Hai mũi đơn chung chân. Một mũi đơn bình thường, một, đứng một mình nó thôi đó, lặp lại như vậy ha. V ít đó. Rồi bạn tiếp tục móc cho đến đây nha. Rồi mình đã móc xong hàng thứ 3 ha, đã đánh dấu ra, mình móc vào chân này rồi mình đánh dấu lại nha. Bạn để mình chà cái đó. Bạn nhớ mỗi lần mình móc là hàng nào mình chà nha. Có những khi mình không có quay á ha, để cho thời gian nó ngắn bớt lại. Rồi xong. Tới hàng thứ 4 mình móc 1V2X ha. Tức là mũi đơn, mũi chân mũi thứ nhất
một hai mũi đơn chung chân, hai chân mũi kế tiếp là móc mỗi chân mũi hai mũi đơn ha, gọi là một P2X. Cái sợi này chút xíu mình cắt đi. Đó, ở đây là một V nè, hai chân mũi chung chân nè, hai mũi đơn chung chân. Rồi, tới mũi đơn thứ nhất. Tới mũi đơn thứ hai. Đó. Lặp lại như vậy. Mũi V. Rồi mũi X, hai mũi X. Đó. Đây. Mình banh ra luôn cho các banh cái này ra. Đó. Cho các bạn xem này. Hai chung chân nè, hai mũi đơn chung chân. Một mũi đơn nè. Rồi tới một mũi đơn nữa nè. Rồi tới hai mũi chung chân nè, đó thấy không? Rồi tới hai mũi đơn, hai mũi kế tiếp, đó, mình lặp lại như vậy ha. Cho đến đây nha. Rồi mình đã móc xong hàng 4 rồi ha. Để mình chà nó ra. Rồi tháo đánh dấu ra. Tháo đánh dấu ra mình móc mũi đơn vào rồi mình đánh dấu lại nha. Kẻo nó quên chỗ một cái mũi này luôn á. Mình đánh dấu lại liền. Mình bắt đầu hàng 5 là hàng 1V3X ha. Tức là hai mũi đơn chung chân và ba mũi đơn ở ba chân mũi kế tiếp nhau ha. Hai mũi đơn chung chân nè, là mũi V nè. Đó, hai mũi đơn. Và ba chân mũi, ba mũi đơn ở ba chân mũi kế tiếp nhau ha. Đây bạn nhìn thấy rõ là ba chân mũi kế tiếp nhau. Một, hơi sao hơi khó thấy quá. Một, hai, ba và lặp lại như vậy. Mũi V là hai mũi đơn chung chân. Nó hai mũi đơn chung chân. Ba mũi đơn ở ba chân mũi kế tiếp nhau ha. Bạn thấy rõ mà sao mình quay cái nó bóng bóng vô á. Mình nhìn qua cái màn hình mình thấy lại không rõ. Đây nè, hai mũi đơn chung chân, ba chân mũi, ba mũi đơn kế tiếp nhau ha. Rồi bạn lặp lại cho đến đến đây nha. Rồi mình đã xong hàng năm rồi. Mình đang chà chà đó nhưng mình không có quay nữa nha. Quay nó mất thời gian, cái clip nó dài quá. Rồi cái kim móc đâu rồi? Nó mình đánh dấu lại liền nha, kẻo quên. Đánh dấu lại liền. Rồi, ở hàng 6 là 1V4X. Nhưng mình sẽ tản mũi nha. Thật sự lúc mới đầu mình mới biết bóc á, mình không có hiểu tản mũi đó gì á. Mình sẽ hướng dẫn nó tản mũi. Rồi rớt rồi. Mình không có hiểu. Rồi để mình nói lại. Mình biết nhiều bạn mới bắt đầu cũng không có hiểu đâu ha. Nên mình nói rõ tản mũi là thế này. Tức là khi bạn móc, bạn tăng mũi á. Trời ơi sao mình đã lâu quá. Đây. Tức là khi mình móc, mình tăng mũi một chỗ hoài á. Tức là chỗ này tăng mũi nè. Rồi khi tăng mũi lên, nó sẽ nhô ra, nó không có đẹp. Nó không có xòe đều ra hết ha. Chính vì vậy mình phân đều, chia đều các mũi bị tản. Nên ở đây bạn thấy là cái mũi nào mà nè, tăng nè ha. Ở chỗ này tăng nè. Bạn nhìn xa bạn thấy nó sẽ nhô lên nè ha. Ở đây là nhìn nè, nó nhô lên ha. Nó nhô lên ha. Bạn thấy rõ luôn. Chính vì vậy mình sẽ tản đều ra. Ở đây cũng có. Ở đây cũng có ha. Nó chia đều ra, nó không có làm góc cạnh. Đó, mình gọi là tản mũi. Thay vì 1V4X thì bây giờ mình sẽ móc là 3X. 3 mũi đơn ở 3 mũi chân mũi kế ở 3 chân mũi kế tiếp nhau. Rồi tới 2 mũi đơn chung chân ở chân mũi kế tiếp. Rồi tới 4 mũi đơn ở 4 chân mũi kế tiếp nhau ha. Mình nói vậy nó hơi bị lộn xộn rồi. Thôi mình móc 3 mũi đơn ở 3 chân mũi
kế tiếp nhau đi. Đây. Đó, bạn thấy không? 3 mũi đơn, 3 chân mũi kế tiếp nhau. Rồi mình móc 2 mũi đơn chung chân. À, 2 mũi đơn chung chân ha. Rồi. Bắt đầu nè. Đi theo thứ tự nè. Tuần tự nè, 4 mũi đơn ở 4 chân mũi kế tiếp nhau, tức là 1 V 4 X á. Đây. Ha. Ở đây là mũi V nè. Cho 2 mũi đơn chung chân, thấy rõ không? Nó tới 4 mũi đơn kế tiếp nhau, 1 2 3 4 ha. Nhìn rõ không các bạn? Rồi lặp lại. 1 V 4 X. Ha. Đó, đây. Nó sẽ đi theo từng tự nha. Ở đây là 1 V nè. 2 mũi đơn chung chân rồi tới 4 X 1 2 3 4 rồi tới 1 V nè. Tới 4 mũi X 1 2 3 4. Rồi, bạn lặp lại cho đến đây nha, nhưng mà cuối cùng ở đây nó sẽ là mũi lẻ, tức là mũi mình có gì? Tức là sẽ làm mũi ít ở đây nè, tức là sẽ ở chỗ này sẽ là mũi đơn ở đây nè, nó bị lẻ, nó cộng với cái ba mũi đơn bên này nè, 1 2 3, nó sẽ đúng 4 mũi đơn ha. Rồi mình đã xong hàng thứ 6 ha. Nó bạn thấy mình chưa chà không, nó vẫn vậy nè ha. Đó, mình phải chà là như vậy. Mình chà các mũi nó mới tản đều ra được. Cái nó không bị co lại á. Đó, ha, nó hết vỡ rồi hết chưa? Nè, đây. Để mình móc vào đây rồi mình giấu. Cho các bạn xem. Tức là 1 V 4 X nó sẽ lặp lại 7 lần nha. Nó sẽ lặp lại 7 lần và cuối cùng là 1 V nè. 1 mũi X ha. Rồi đến những cái hàng sau mình sẽ không có giải thích rõ nữa nha. Mình nói số mũi V và mũi X để các bạn móc nha, để đỡ mất thời gian ha, để cái clip, cái video nó ngắn lại. Mà nó kỹ chậm quá nó sẽ nó dài lắm, coi nó ngán lắm ha. Rồi tới hàng thứ 7 mình sẽ móc 1 V 5 X ha. 1 V. Đây mũi V rồi. 5 mũi X. 1 2 3 4 5. V 5 X ha. Rồi lặp lại 1 V 5 X. 1 V ha. 5 X 8 lần nha các bạn. Tổng cộng 8 lần. Rồi các bạn móc đến đây nha. Rồi mình đã xong hàng thứ 7 ha. Mình đã chà rồi đó nha các bạn. Dạ, nó phẳng rồi đó. Mình đến hàng thứ 8. Ở hàng thứ 8 này mình móc toàn bộ mũi đơn nha. À, vì bé còn nhỏ nên cái phần hàng này nó sẽ hơi ôm ở trên đầu ha. Còn nếu mà bạn móc lớn, ông cho bé lớn một xíu, bạn móc này nó sẽ, cái nó chớp nó sẽ hơi ôm lắm. Nên mình nghĩ cái nó là cho bé nhỏ nên mình móc hàng 8 là mũi đơn á. Mũi đơn hết nha, mình không có nói rõ hàng này nữa. Đó, tất cả là mũi đơn hết ha. Hàng 8 là mũi đơn hết. Tới đây luôn nha. Rồi mình đã xong hàng 8 ha. Mình bắt đầu hàng 9. Là 4 X 1 V 6 X ha. Mình tản mũi đó các bạn. bốn x một v sáu x một v sáu x sẽ lặp lại 7 lần và ở
cuối cùng nó sẽ lẻ là 1B 2X ha. 4X nè. Ở đây là 1X rồi. 2 3 4 ha. Tới mũi V. 2 mũi V. Và 6X. 1 2 3 4 5 6 lặp lại 1V 6X. Mình lặp lại tiếp. Đó. Rồi lại 60X. 3 4 5 6. Các bạn thấy rõ không? Đó. Rồi. Mình móc cho đến đây nha. Mình đã móc xong hàng chính rồi ha. Bạn nhớ chà chà nó nha. Rồi mình tới hàng 10. Hàng 10 là 1V 7X ha. Sẽ lặp cái cụm này sẽ lặp lại 8 lần. Đó, 1V nè. Rồi, 7 mũi X liên tiếp nhau. 1 đây nè. 2 3 4 5 6 7 ha. Rồi mình lặp lại như vậy nữa. Rồi 7 mũi X nha. 1 2 3 4 5 6 7 đó. Bạn lặp lại ha, cái cụm này 8 lần. Đến đây nha. Rồi mình đã xong hàng thứ 10 ha. Và hàng 11 là hàng mũi đơn. Bây giờ mình sẽ xen kẽ đó ha. Xen kẽ với nhau, một hàng tăng, một hàng mũi đơn. Rồi ở hàng 11 này mình sẽ toàn bộ mũi đơn nha. Mũi đơn hết luôn. Mình sẽ móc mũi đơn hết ha. Rồi mình móc mũi đơn nha. Đơn hết luôn. Tới đây ha. Rồi mình móc hàng thứ 10. Xin lỗi, mình đã xong hàng thứ 11 ha. Mình bắt đầu mình hàng thứ 12 nha. Hàng thứ 12 là 6X 1V cụm 1V 8X sẽ lặp lại 7 lần. Và mũi lẻ là 1V 2X ha. Đây, mình móc 6X trước. 1 rồi, ở đây là 1 rồi nè. 2 3 4 5 6 6 rồi. Rồi tới 1V. 8X bắt đầu sẽ lặp lại á. 1 nè. 2 3 4 5 6 7 8 nữa. Đây. 1V 8X ha. Rồi mình lặp lại. Cái cụm này sẽ lặp lại 7 lần đó các bạn. Đó, mình sẽ lặp lại đi ha. Đó. Rồi, các bạn móc đến đây nha. Rồi, mình đã móc xong hàng thứ 12 ha. Móc kim lên dấu ra. Nhớ chà nha, nhớ chà nha. Rồi, rớt móc rồi. Tới hàng thứ 13, mình móc toàn bộ mũi đơn ha. Mình sang kẽ mà.
là cái chóp này nó sẽ tròn, nó ôm ôm đều chứ nó không có có phẳng ở trên cái chóp lắm. Nó chính vì vậy mình xem kẻ hàng quý đơn vô á. Nè, quý đơn hết nha. Đó, mà nó quý đơn hết. Đó, quý đơn hết luôn nha. Thế đây. Đã xong hàng 13 đúng không? Móc rồi mà mình không nhớ hàng mấy luôn á. Có khi mình đếm lại từ đầu. Rồi mình tới hàng 14 là 1V9X nha. 1V ở đây có một cái đê này nè. Đó. Móc ở đây nữa. Ha, rồi 9 mũi X, 9 mũi đơn. 1 2 đang kéo sợi ra đó. 2 3 4 5 6 7 8 9. Cụm này mình sẽ lặp lại 8 lần luôn nha. 1V nè. Thân thấy rõ không? 9X. Rồi mình lặp lại 8 lần nè, 1V nữa nè. Đó ha. Đó, mình lặp lại nữa. Rồi 9X. Ha. Rồi bạn móc cho đến đây nữa nha. Rồi mình đã xong hàng 14 ha. Đến hàng 15 nha. Lại xen kẽ. Mũi hàng mũi đơn. Mũi đơn thôi, mũi đơn thôi. Đó, móc mũi đơn thôi nha. Móc mũi đơn đến hết hàng nha. Đó, mình cái mũi đơn thôi. Nên mình không có quay kỹ ha, tại cái này là mũi đơn mà. Đó, mũi đơn hết ha. Hết luôn, tới đây. Nhớ chà nha, nhớ chà nha. Đã xong hàng 10, hàng mười mấy quên nữa rồi. Hàng 10 à, 15 ha. 15. Mình tiếp tục hàng 16 nha. Hàng 16 là mình sẽ móc 8X 1V10X ha. Cái cụm 1V10X là sẽ lặp lại 7 lần ha. Và mũi lẻ là 1V2X, nó là ở cuối, ở 3 chân mũi cuối cùng ha. 8X 1V10X nè. Ở đây là có một mũi đơn rồi nè. 2 3 4 5 6 7 8. 8 rồi. Rồi tới mũi V. Tới mũi V. Và 10X. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sao nó tối thế? 10. Rồi mình lại lặp lại nha. Lặp lại cụm 1V10X ha. Mình lại lặp lại nha. Đến hết hàng. Rồi mình đã xong hàng thứ 16 rồi ha. Đó, khi bạn nhớ bạn móc mỗi hàng là bạn chà chà nha, nó sẽ đều ha. Xong hàng thứ 16 rồi mình đo đi. Vì ở đây mình làm cho bé khoảng 9 tháng 1 tuổi á, tùy theo cái vòng đầu của bé nữa, nên mình tới đây mình ngưng nha. Tới 10X ha, 1V10X mình ngưng ha. Mình không có tăng nữa. Nè, ở đây là mình được 10. Đường kính nó vẫn bị 4 mà. Là mình zoom lại cho các bạn xem cho nó dễ ha. 10. Đó, đường kính là 14.5 ha. Mình lấy đường kính nhân 3.14 ha, sẽ ra chu vi vòng đầu ha. Mình hạ xuống thân nha. Tức là mình sẽ móc toàn bộ mũi đơn ha.
nó chưa xa rồi đó. Rồi bạn bạn dẹp đi. Khi mà hạ xuống thân đó là cái mặt nó sẽ từ nó bo nó ôm lại ha. Vì ở đây mình mỗi hàng mình mũi đơn rồi, nó từ từ nó này nó sẽ ôm ôm lại nè. Nó mình thấy nó lài lài lại nè ha. Mình móc phần thân nón nha. Mũi đơn. Mình hạ mình móc mũi đơn mình khoảng tùy theo cái tay móc của mỗi người nha. Trước mắt ở đây mình sẽ móc mình hạ trước 15 hàng mũi đơn nha. Nha. Đó, mũi đơn hết. Mình sẽ làm móc tới đây và 15 hàng mũi đơn cho mình nha. Để mình đo được khoảng bao nhiêu cm ha. Rồi mình đã móc được cái phần thân nón rồi. Mình hạ từ cái chỗ đánh dấu màu cam nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Vậy là mình móc được 15 hàng rồi ha. Mình sắp có độ cao mình ưng ý rồi. Mình móc thêm khoảng 2 đến 3 hàng nữa nha. Và ở hàng này, hàng thứ 16 ha, mình sẽ móc 3 mũi đơn chân, chân mũi đơn dài các bạn, để mình làm cái đai nón á. Trong video hướng dẫn này á, mình lỡ móc và có 2 mũi đơn chân dài nên khi mà luồn đai nón vào nó hơi bị trong trên á, thôi bạn làm 3 mũi đơn dài nha. Vì cái dây đai nón á, mình dùng sợi dệt mình làm nó nhỏ nên mình hạ nó xuống tới đây à. Còn bạn nào mà làm đai nón cái bảng nó to hơn á, bạn có thể hạ thêm xuống á, bạn móc nó dài ra xuống tới đây ha. Rồi mình thấy cái lỗ vậy là vừa rồi, cái mũi đơn chân dài của mình là vừa rồi. Mình móc mũi đơn tiếp nha. Ở cái hàng này á, mình làm thêm 2 cái lỗ đối diện với nhau ha, 2 cái ho nữa, 2 cái lỗ á, để mình xỏ cho cái quai nón vào á. Rồi mình đã móc được từ cái chỗ có cái mũi đơn chân dài nè, đến đây mình chừa một đoạn á. Rồi bắt đầu mình lên 2 bính, bỏ 2 chân mũi và móc vào chân mũi kế tiếp ha. Để mình làm cái ho á, mình xỏ quai á. Còn bạn nào thích móc gần cái mũi đơn chân dài hơn cũng được nha, tại mình làm xa xa ra. Rồi tí xíu là mình móc mình cho nó đối xứng lại bên kia ha. Dạ, hồi nãy mình có nói là mình quên á, mình làm có 2 mũi đơn chân dài à. Nó xếp lại bạn sẽ thấy mình làm có 2 mũi đơn chân dài thôi. Bạn nên làm 3 đi ha. Vì hai cái khi mình luồn cái đai nón giờ nó hơi bị trong trên á. Rồi khi nếu mà bạn lỡ làm 2 mũi đơn chân dài thì mình xếp nó lại như vậy nè, rồi mình cho đối xứng với bên đây ha. Còn 3 thì mình lại chia 3 phần bằng nhau ha, để cho nó đẹp á. Rồi xong mũi đơn chân dài thì mình cứ móc mũi đơn bình thường thôi. Rồi đến đoạn cái lỗ cái ho thứ hai á, mình cũng lại xếp lại gấp lại, mình cho đối xứng về phía bên kia ha. Đơn giản ha các bạn. Còn bạn nào không có làm quai thì thôi bỏ qua cái phần này ha, vì mình không có thích cái dây đầu bên này buộc qua bên kia nên mình làm cái ho để mình vòng lên cái vành nón ha. Rồi mình xuống xỏ xuống lỗ bên kia. Rồi tới cái ho thứ hai mình cũng lại lên 2 bính, bỏ 2 chân mũi và móc vào mũi đơn vào cái chân kế tiếp. Rồi mình móc đến đây nha các bạn. Rồi mình đã móc về cái này ha. Hồi nãy mình quên chà nó các bạn. Mình móc cái hàng trước mình quên chà cho các bạn xem ha. Mình nhớ là mình chà nha, mỗi hàng là mỗi mình chà nha. Đó. Để cho nó phẳng ra nha. Nó phẳng ra ha. Chứ bạn không có mỗi hàng không chà nó sẽ bị díu rồi nha. Nó không có phẳng đẹp đều ra được ha. Nhớ cho mình nha. Để móc xong mà mình thấy nó díu mình lại tháo ra nữa. Rồi
Rồi vậy mình đã có 16 hàng ha. Mình thấy độ cao mình ưng ý để mình xếp lại mình đo cho các bạn thấy ha. Tùy theo cái tay móc của mọi người nha, chứ không cứ hạ cái hàng cũng không có nhất thiết là cố định đâu ha. Mình đo xem là rồi 14 cm ha. Vậy là cái nón cao 14 cm mình thấy ok rồi. Nhưng mà khi bạn móc ra vành á, như thế này, khi mình móc vành á, nó sẽ vỡn lên thế này nè, cái thân nó sẽ vỡn lên, nó làm mất đi một hàng á, một đến hai hàng. Thì thôi bây giờ mình móc thêm một hàng nữa nha, như là mình trừ hao á ha, và mình sẽ thêm một hàng mũi đơn nữa cho thân nón. Vậy là tổng cộng từ cái đánh dấu màu cam á các bạn, mình đánh dấu từ cái phần mà móc mũi đơn hạ xuống thân nón là mình sẽ có 17 hàng ha. Vậy là bạn móc hàng mũi đơn cuối cùng ha, hàng cuối cùng của thân nón á, nó móc hết hàng luôn, cứ vòng vòng hết từ cái đánh dấu màu cam xuống đây nè, xuống đây đó, là mình sẽ có tổng cộng 17 hàng. Rồi các bạn móc nha. À, mình nói cái chỗ cái ho này nè, mình sẽ cho hai mũi đơn vào đây ha, vì nó là hai bính thì mình vào hai mũi đơn thôi, không có gì hết ha. Rồi mình cứ móc mũi đơn hết vòng, móc mũi đơn hết qua tới bên đây nha. Rồi mình đã móc xong, nhớ chà nó nha, xong hàng cuối cùng của cái phần thân ha, nhớ chà nó phẳng ra được. Mình ra vành nha các bạn, mình sẽ ra cái vần vành nó. Hai ít một v, tức là 2XV á, ở đây là 1X rồi nè ha, đây là 1X rồi, một mũi đơn á, hai mũi đơn chung chân gọi là 2XV á ha. Bạn nào không hiểu á thì mình nói là chưa hiểu, mới bắt đầu học biết cái nào mới biết móc nón á, nhiều khi mình nói 2XV bạn chưa có hiểu á thì mình sẽ nên mình nói cho nó dễ hiểu là một mũi đơn. Đây, một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai. Hai mũi đơn chung chân. Đó. Rồi mình cứ lặp lại. Ở cái chân kế tiếp thì mình sẽ là một mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Kế tiếp là hai mũi đơn chung chân. Mình cứ lặp lại như vậy nha. Đó. Mình cứ lặp lại như vậy, bạn thấy rõ không? Đây, 1, 2, 2 mũi đơn chung chân, 1, 2, 2 mũi đơn chung chân, ha. Mình cứ lặp lại, đó, 1 mũi đơn thứ nhất, tới nữa mũi đơn thứ 2, và 2 mũi đơn chung chân. Rồi, mình cứ lặp lại như vậy nha, đến hết vòng. Nó lẻ phía sau bao nhiêu, nó lẻ, nó không có đúng như là hai mũi đơn rồi tới hai mũi đơn chung chân thì kệ nó ha, không sao hết, mình cứ móc lặp lại nó lẻ thì kệ nó ha. Mình đã xong cái phần hàng, cái phần vành, cái hàng thứ nhất nè, đây mà nó không có lẻ nha, của mình vừa tròn luôn, 2X này nè, hai mũi đơn kế tiếp nhau, rồi chân thứ ba là mũi V ha, là hai mũi đơn chung chân. Rồi mình lại chà tiếp nha. Đó, mình nhớ cứ móc bằng chà. Cái chừng quên á nên mình quay cái bằng chà cho bạn để mình nhắc bạn mình nhớ luôn. Rồi mình tháo ra. Mình móc vào đây rồi mình đánh dấu lại nha. Rồi mình đánh dấu lại cái chỗ cũ. Và bắt đầu hàng. Mình gọi ở đây là hàng 1 nha. Mình sẽ gọi đây là hàng 1. Mình đánh dấu bằng cái kim, một cái kim nữa để mình nói cho các bạn dễ xem nữa. Nói gì hình dung ha. Đây là mình cho là cái hàng 1 của vành đi ha, đánh dấu ở đây. Nó khác màu rồi, nó nhìn nó vàng đậm hơn cái vàng này. Rồi, bắt đầu mình sẽ móc hai hàng kế tiếp là hàng mũi đơn nha. Tức là hàng 2 và hàng 3.
sẽ là mũi đơn, mình không có tăng mũi nữa ha. Hàng 1 mình tăng, hàng 2, hàng 3 mình không có tăng, toàn bộ mũi đơn hết. Bạn cứ móc đến hết vòng ha. Bạn thấy cái vành từ từ nó xòe ra không ha? Cái chỗ này mình đánh dấu hồi nãy bạn thấy nè. Nó cái mũi đơn, cái hàng mũi đơn của ngay chỗ cái thân á, cái hạ thân cuối cùng nó sẽ hơi bị vỡn ra nè ha. Nó nhìn nó sẽ vỡn ra. Chính vì vậy mình sẽ móc thêm một hàng, hồi nãy mình móc một hàng để mình trừ hao á, là như vậy ha. Đây, nó vỡn ra hình thành cái vành luôn nè. Này. Đó là lý do mình móc trừ hao. Rồi sau khi mình đã có hai hàng mũi đơn này nè, hàng mũi đơn thứ nhất, hàng mũi đơn thứ hai, tức là ở đây là hàng vành nè, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Mình tiếp tục hàng 4. Hồi nãy là 2XV, tức là hai mũi đơn ở hai chân mũi. Mũi đơn, ở chân thứ ba là hai mũi đơn trong chân, thì bây giờ là mình là 3XV ha. Tức là ba mũi đơn ở ba chân mũi liên tiếp. Ở chân mũi thứ tư là mình móc hai mũi đơn trong chung chân ha. Này, ở đây là một mũi đơn rồi. 2 3 ha, ba mũi đơn. Rồi, chân kế tiếp hai mũi đơn chung chân. Đó, thấy rõ không? Hai mũi đơn chung chân ha. Rồi, lặp lại như vậy thôi. Mình cứ lặp lại. Đó, một mũi đơn, 2, 3. Rồi chân thứ tư là móc hai mũi đơn chung chân. Mình thấy rõ không ạ? Hơi tối ha, sao mình quay với nó hơi tối rồi. Rồi bạn móc cho đến hết hàng này đến đây ha. Rồi mình đã xong cái hàng 4 của vành ha. Tới đây nó vỡn ra thì mình để mặt này mình chà luôn, mình khỏi nó lật vô. Nhớ chà nha bạn. Có những cái hàng mà mình không có quay cái chà đó, cái bạn lại quên á, cái chừng bạn quên nha. Nó vỡn ra rồi. Rồi mình tháo ra. Móc vào cái chỗ cũ nè, đánh dấu lại liền để ngồi không nhớ ha. Và hàng kế tiếp, tức là 1, 2, 4, hàng 5 và hàng 6, mình sẽ móc toàn bộ mũi đơn ha. Hàng 5 và hàng 6 của vành, mũi đơn hết nha. Mình sẽ móc mũi đơn hết. Này, hàng 5 và hàng 6 mình móc mũi đơn hết tới đây nha. Rồi mình đã móc xong hàng 6 ha. Mình nhớ lại nhớ chà nó nha. Chà sao mà cho nó phẳng ra ha. Rồi mình lại tháo mũi móc, tháo kim mũi đánh dấu ra. Móc vào đây. Hàng 6 rồi xong không? Bây giờ mình sẽ tới hàng 7 ha. Đếm lại coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng rồi. Tới hàng 7 là 4XV, tức là 4 mũi đơn vào 4 chân mũi ha. Và chân mũi thứ 5 là mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Đây mình có 1, 2 nè, 3, 4, 4 mũi đơn rồi. Chân kế tiếp là chân thứ năm đó, móc hai mũi đơn chung chân. Bạn nhìn thấy rõ không? Đó ha, đây 1, 2, 3, 4 và hai mũi đơn chung chân. Mình lại lặp lại. 1, 2, 3, 4 và hai mũi đơn chung chân. Vào chỗ này nữa ha. Này. Rồi bạn cứ lặp lại như vậy nha, đến hết cái vòng này ha. Tới đây, móc tới đây. Rồi mình đã móc xong cái hàng 7 của vành ha. Nè, ở đây bạn thấy nhìn nó bắt đầu nó có dúng dúng lên nè. Nó có độ dúng lên đó ha. Nó có độ dúng lên rồi.
rất dễ thương ha. Đừng quên chà nha. Nè, mà nóng chà nó sẽ cái mũi nó sẽ hơi díu lại nè ha. Nó không có được thẳng, mình phải chà nó. Tí xíu mình móc hàng mũi trượt cuối là nó sẽ dúng lại nha. Rồi mình đã móc xong cái hàng 7 ha. Bạn thấy nó có cái độ dúng dúng lại nè ha. Nó xếp xếp lại á. Mình nhớ là lúc nào mình cũng phải chà nha các bạn. Chà cái mũi móc nó đều ra, nó giãn đều ra, nó đẹp nha. Rồi mình tháo kim móc ra, móc vào cái mũi kế, bắt đầu hàng mới. Xong rồi mình đánh dấu lại nha. Và mình sẽ móc 3 hàng mũi đơn ha. Hồi nãy khi ở đây là mình móc 2XV, rồi tới 2 hàng mũi đơn, 3XV, 2 hàng mũi đơn, 4XV. Thì bây giờ mình sẽ là 3 hàng mũi đơn nha. Cái chỗ này bắt đầu, cái này là bằng 3 hàng mũi đơn nha. Đó, các bạn sẽ móc cho mình 3 hàng mũi đơn đến hết vòng ha. Mình đã móc xong hàng thứ 10 rồi ha, hàng mũi đơn á. Và bắt đầu hàng cuối cùng, hàng thứ 11. Mình móc mũi trượt nha, để cứng cái vành này ha. Mình móc mũi trượt nè. Bắt đầu mình trượt ha. Đó, bắt đầu mình mũi trượt. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, mũi trượt nè. Đó, vẫn trượt cho đến hết luôn nha. Đó, bạn thấy mũi trượt không? Đó, trượt. Để cho nó cái vành, cái mép vành nó cứng ra, nó sẽ cụp xuống. Rồi bạn móc cho đến hết vòng nha. Rồi mình đã móc hàng mũi trượt cuối cùng rồi ha. Trông nó cứng cáp hơn nè. Mình cắt sợi nha. Mình luồn xỏ vào kia mà mình luồn dấu sợi nha. Nhớ mình quên dặn nó cắt cái, để cái sợi nó dài dài ha. Để dễ dấu, dễ xỏ vào kim mà. Xỏ vào cái mũi trượt này. Ha, kéo khích nó lại luôn, chặt nó lại luôn. Mình xỏ vào cái mũi này. Hình như mình sẽ sai đúng không nè. Mình xỏ nó vào xuống luôn. Mình xỏ nó xuống luôn chứ. Đó, nó sẽ khích lại ha. Nhìn không có thấy cái mối. Mình xỏ nó xuống luôn. Rồi mình giấu sợi đi. Mình giấu làm sao mà cho mình thấy nó đẹp là được rồi. Không có nhất thiết theo mình đâu. Bạn nhớ dấu khéo khéo cái chuyện bạn luồn rồi nó lên cái phần mặt ở trên ha, mặt ngoài á. Không biết mặt ngoài. Rồi mình cắt mình hơi ha. Những đoạn còn lại nè. Mình chưa hơi sợi nè. Nào mình cắt. Rồi mình hơi nè, hơi cho bạn xem ha. Đó. Kéo ra đi, nó mình đè nó liền. Để nó dột ha. Rồi những cái phần bên trong này cũng vậy luôn. Cắt chừa một đoạn chút xíu nha. Sát quá bạn khó hơn. Trái á. Trái nó quéo ở trong. Nó bạn hơi khéo khéo nha. Để bé đổi đau mà. Nó cấn nó đau á. Ha. Nó mềm mềm rồi. Rồi những phần này cũng vậy nè. Cắt nhà mình hơn ha. Rồi mình đã cắt sợi. Dấu sợi xong xuôi hết rồi. Mình tháo những dấu này ra đi ha. Để rồi bây giờ mình trang trí làm cái đai nón ha. Ở đây mình làm cái đai nón đơn giản thôi. Mình xỏ qua những cái mũi chân thấp, hai cái mũi chân thấp mà hồi nãy mình làm á. Bạn thích màu gì bạn dùng màu đó nha. Mình dùng cái sợi dệt màu
mà là màu tím tím môn hay sao mình không nhớ rõ nữa. Nên là gì mình cắt dài dài để một hồi nữa sẽ thiếu á, mình thắt nơ lại nữa. Mình làm sợi đôi luôn nha, mình làm hai sợi luôn. Còn bạn nào thích đai nón có hoa văn hay gì thì bằng móc bằng làm đai ha, nhưng mà nhớ mũi chân tháp này nó phải bự chút xíu nha, để thôi nhét vô nó không có dừa. Bạn thích cho nên nó mình cái tháp gì hơi đơn giản, nó nổi lên là mình thấy nó đẹp rồi. Phía sau đây này. Ở đây là hai bên à. Đây là hai bên ha. Mình làm mũi ở đây. Tắt lại thôi, tắt đơn giản được rồi. Mình tắt đơn giản được rồi. Tí xíu mình sẽ kết lại để cho nó dính luôn, chứ không là nó dễ bị xúc ra các bạn. Các bé hay tái mái á, cái sợi dây cái nơ nó dễ xúc ra lắm. Mình có hoa nè, mình đính vào cho nó dễ thương xinh xắn hơn ha. Đó, bạn thích màu gì bạn đính màu đó thôi. Chứ nó trở nên xinh xắn rồi. Còn cái phần quay nón đúng không? Mình chưa nói cái phần quay nón, mình móc cái dây bính nè. Mình làm cùng màu với cái màu nón ha. Dài khoảng 65cm. Bạn nào mà không có làm quay thì thôi ha. Còn bạn nào làm quay thì làm theo cách mình hướng dẫn luôn. Tại mình làm cho bé của mình như vậy á, khi không có thích quay thì mình có thể kéo ra, chứ mình mai dính rồi kéo ra bất tiện. Đó, mình xỏ như thế này. Luồn qua đây luôn. Lỗ đó rồi, đây kéo nó qua. Tại bé còn nhỏ mà đội nó hay dễ bị bay lắm. Kéo nó cùng màu hồng, nó tiệp màu rồi, coi như là cái trang trí cũng được ha. Mình quên luồn qua bên này luôn rồi, cho nó vào cái này luôn. Quên rồi, để mình luồn vào. Rồi mình đã luồn vào luôn rồi. Đó. Rồi bạn mua cái tăng đơ, cái giảm á, cái giảm ở ngoài những cái cửa hàng phụ liệu may mặc á, ha. Nó có hết á, cái điều chỉnh á, mình gọi là cái gì mình quên rồi, mình xỏ vào đây. Có nhiều loại khác nhau lắm, có nhiều loại lắm, bạn có thể tìm mua. Rồi mình đã xỏ vào và mình buộc nó thắt lại sơ sơ này để nó tuột ra bạn ha. Bé nghịch ta, bé phá, bé kéo ra. Cứ như vậy thì khi mà bạn muốn điều chỉnh cái dây rộng hơn thì bạn cứ tháo cái mối đó ra thôi, không có gì hết. Rất là cái sợi này vẫn hơ nha, để cho nó tư sợi đó. Mình muốn biết hơ. Rồi, quéo là rồi. Rồi mình làm cái dây nơ này lại ha. Chỉnh ta chỉnh luôn, nó sức rồi đó. Rồi, mình đã xong chiếc nón cho bé gái rồi nè. Đó, mình đã vừa kết luôn và mình dán luôn. Đó, mình có kết chỉ vô luôn cho nó chắc á mà. Đó, bé hay nghịch lắm nên mình làm nó cho chắc. Đó, mình bé thì sẽ đội nón dễ hay bị rớt á, bị bay á, thì mình làm cái quai luôn. Còn bạn nào không thích á, thì mình gỡ cái tăng giảm này ra ha, và mình rút ra thôi à. Đó, và mình rút ra thôi, đơn giản thôi ha. Nó rất là dễ thương ha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye!